Xin chào quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục đó là cập nhật những thông tin liên quan trực tiếp tới xung đột Ukraine cũng như là căng thẳng ở eo biển Đài Loan và bán đảo Triều Tiên. Một mối đe dọa cho năm 2023 là xung đột có thể xảy ra ở tại bán đảo Triều Tiên trong kịch bản của Hoa Kỳ. Và tình hình ở Tây Thái Bình Dương bây giờ từ khu vực biển Hoa Đông kéo ra khu vực Tây Thái Bình Dương đấy đang rất căng thẳng với những cuộc tập trận của Trung Quốc liên tục diễn ra ở eo biển Đài Loan và những cái cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa liên tục được diễn ra ở tại Triều Tiên và gia tăng căng thẳng giữa Triều, Hàn, Mỹ và Nhật nó đã lên tới đỉnh điểm. Còn xung đột ở tại Ukraine thì chúng ta biết nó đang nằm trong tháng thứ 11, bước sang tháng thứ 11 và không có một cái dấu hiệu nào cho thấy là tiến tới tiến trình đàm phán để lập lại hòa bình cho Ukraine. Tập thể phương Tây đã gửi một cái tín hiệu rất rõ ràng cho Nga cũng như là cho đồng minh và thế giới là xung đột ở tại Ukraine chỉ dừng lại khi lực lượng vũ trang của Liên bang Nga rời khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine bao gồm cả Crimea. Và Crimea đang là một trong mục tiêu người ta gọi là điểm nóng mới mà lực lượng vũ trang Ukraine đang chuẩn bị vũ khí khí tài cùng với nhân lực để đột kích đi vào Crimea và tạo chảo lửa nơi đây. Nhưng mà những cái động thái này nó chỉ làm gia tăng căng thẳng xung đột. Chứ những cái đòn phản công và tấn công, phản công vừa rồi của Ukraine đều bị thiệt hại rất nặng về mặt nhân lực cùng với lại trang thiết bị mà phương Tây viện trợ cho Ukraine. Thế trước tình thế ở chảo lửa Ukraine ở miền Đông nó đang giao tranh dữ dội trước quả lực áp đảo của Liên bang Nga thì Ukraine vẫn bị tê liệt về lưới điện và đang đe dọa hàng chục triệu người sẽ sống trong giá lạnh của mùa đông cực đoan năm 2022 2023 này. Trong quá trình đó thì Ukraine lại đưa ra những thông điệp cực đoan hơn nữa là Ukraine muốn xóa sổ các nhà máy vũ khí của Iran. Và chúng ta cũng đều biết rằng Trung Đông là một mục tiêu mà Mỹ muốn tạo ra nơi đây một chảo lửa. Thì Ukraine kêu gọi là xóa sổ các nhà máy vũ khí của Iran sau khi Kherson bị oanh tạc dữ dội. Cái vụ oanh tạc ở tại Kherson ấy, phía Ukraine đã cáo buộc là Nga thực hiện việc này. Nhưng mà ngay sau đó thì phía Nga đã bác bỏ. Bởi vì đây là kịch bản gắp lửa bỏ tay người của Ukraine. Và cái cớ như này để kêu gọi căng thẳng ở trên thế giới với câu chuyện Iran. Mà Iran với Mỹ thì Mỹ đã tuyên bố là thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Iran đã chết. Vậy là Hoa Kỳ đang cố gắng để thực hiện một cái chảo lửa diễn ra ở tại Trung Đông. Và khổ nhất cho các quốc gia vùng vịnh. Mối đe dọa này là bản thân Mỹ dành cho các quốc gia vùng vịnh mà. Để làm sao tiếp tục thao túng địa năng lượng và cô lập Nga là con đường mà Hoa Kỳ vẫn kiên trì để đi tìm mọi cách để làm suy yếu được kinh tế của Nga thì an ninh quân sự của Nga cũng sẽ bị suy yếu. Một trợ lý hàng đầu của Tổng thống Ukraine đã kêu gọi là xóa sổ các nhà máy sản xuất máy bay không người lái và tên lửa của Iran trong bối cảnh lo ngại nước này đang tiếp tục hỗ trợ vũ trang cho Ukraine, cho Liên bang Nga. Phương Tây cùng Ukraine luôn đưa ra những cáo buộc là Iran đang yểm trợ vũ trang cho Liên bang Nga để chống lại Ukraine. Nhưng họ không đưa ra bất kỳ một bằng chứng nào, dẫn chứng nào cho thấy lời cáo buộc đấy là đúng. Trợ lý tổng thống Ukraine này cáo buộc rằng là việc Iran ấy, máy bay không người lái và tên lửa cho Nga chuyển cho Nga ấy, vi phạm trắng trợn thể chế trừng phạt quốc tế và kêu gọi phá hủy các nhà máy vũ khí của Iran để đáp trả. Ông cũng đã kêu gọi bắt giữ các nhà đầu tư vũ khí nước này cũng như là các nhà cung cấp vật liệu cho họ. Ukraine vẫn đang thể hiện là một trong những chiến binh trung thành tuyệt đối của Nhà Trắng.
để phục vụ tất cả mọi quyền lợi cho Hoa Kỳ, đó là quyền bá chủ. Kiev đã cáo buộc Iran cung cấp 1.700 máy bay không người lái tự sát cho Moscow. Kiev cho rằng là máy bay không người lái của Iran đã được Nga sử dụng để tấn công các mục tiêu Ukraine kể từ tháng 9. Iran phủ nhận về cáo buộc này và phía Nga cũng phủ nhận về việc này. Tập thể phương Tây vẫn tập trung để cáo buộc việc này nhưng lại không đưa ra bằng chứng cụ thể. Giám đốc tình báo của Ukraine cho biết là trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào hôm 23 tháng 12 rằng là Nga đã phóng khoảng 540 máy bay không người lái vào các mục tiêu quân sự và năng lượng ở Ukraine. Hôm thứ Bảy thì 24 tháng 12, Tổng thống Ukraine Zelensky đã lên án một cuộc tấn công khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 58 người bị thương tại thành phố Kherson diễn ra trước đó cùng ngày. Lực lượng của Kiev đã giành lại quyền kiểm soát thành phố vào tháng 11 sau khi Nga rút quân khỏi thành phố Kherson. Và Moscow vẫn thường xuyên bị cáo buộc là pháo kích vào Kherson. Kherson hiện vẫn nằm trong tầm kiểm soát vũ khí của Nga và liên tục bị đe dọa. Đây là một trong những cái động thái cho thấy Ukraine đang muốn cùng với Hoa Kỳ và giúp Hoa Kỳ thực hiện một sức ép cho toàn bộ Trung Đông. Vì chúng ta biết khi mà tập thể phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt toàn diện với lại Nga thì phương Tây rất cần nguồn năng lượng đến từ Trung Đông và Venezuela cũng như vùng Nam Phi và Bắc Phi. Mỹ rất cần điều đó nhưng cần ở trong góc độ là thao túng và ép giá chứ không phải là trong cơ sở cạnh tranh công bằng. Hoa Kỳ không chịu đầu tư vào công nghệ để khai thác dầu thô cũng như là khí đốt nhưng lại muốn sử dụng khí đốt và dầu thô của quốc gia khác nhưng với giá rẻ chứ không phải theo giá thị trường. Ả Rập Saudi đã từng bị như vậy năm 2018. Đã từng bị như vậy và thiệt hại rất lớn vào ngân sách của Ả Rập. Cho nên Ả Rập ngày hôm nay mới thấy rằng đây là cơ hội để chấm dứt quyền bá chủ của Mỹ, thao túng địa chính trị của các quốc gia vùng vịnh. Và năm nay thì chúng ta cũng đã biết xung đột diễn ra ở tại Ukraine thì các quốc gia vùng vịnh dẫn đầu là Ả Rập Saudi đã quay về phương Đông và bắt tay với Nga vô hiệu hóa các lệnh trừng phạt của phương Tây. Thì trong bối cảnh ở tại Ukraine ấy, vẫn đang giao tranh quyết liệt và một kịch bản mới mà Nga đang tung ra khiến cho tập thể phương Tây rất lo ngại là Nga sẽ sử dụng cái chiến lược ba mặt giáp công vào trong Ukraine và dễ dàng chia cắt Ukraine ra thành hai phần là miền Đông và miền Tây. Và đây là một cái kịch bản khi nó diễn ra thì tập thể phương Tây khó có thể đỡ được ngoại trừ đưa lực lượng NATO ồ ạt đổ bộ vào trong Ukraine dưới dạng binh đoàn lính thuê hoặc là gìn giữ hòa bình. Thì có lẽ bản thân ông Putin cũng đã mở cửa để đón chào những vị khách không mời mà tới. Trong khi đó thì ở tại eo biển Đài Loan tiếp tục lại nóng là Trung Quốc diễn tập quân sự xung quanh Đài Loan. Trung Quốc thông báo diễn tập tấn công ở vùng biển và vùng trời xung quanh Đài Loan nhằm đáp trả hành động khiêu khích từ hòn đảo và Mỹ. Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông quân đội Trung Quốc thông báo đã tiến hành các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu chung và diễn tập tấn công hỏa lực chung xung quanh đó là Đài Loan nhưng không nêu rõ địa điểm chính xác. Chúng ta cũng biết là bản thân Nga và Trung thì đang diễn tập bắn đạn thật ở tại biển Hoa Đông. Đây là phản ứng kiên quyết đối với sự leo thang, thông đồng và khiêu khích hiện nay từ Mỹ và Đài Loan. Lực lượng chiến khu sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, thông báo cho biết về việc này. Cơ quan phòng vệ của Đài Loan cáo buộc động thái từ Trung Quốc là một lần nữa thể hiện tâm lý giải quyết bất đồng bằng vũ lực, phá hủy hòa bình và ổn định trong khu vực. Đài Loan cho rằng là các hành động của Trung Quốc không có lợi cho hình ảnh Bắc Kinh trên trường quốc tế. Nhưng việc thống nhất Trung Quốc là hiển nhiên xảy ra thôi. Tình hình eo biển Đài Loan đã trở nên căng thẳng sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ bà Nancy Pelosi đến hòn đảo vào ngày 2 tháng 8.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi đã vi phạm nguyên tắc một Trung Quốc. Đài Loan cáo buộc các máy bay chiến đấu của Trung Quốc gần đây liên tục vượt qua đường trung tuyến, ranh giới được ngầm hiểu là đường phân định eo biển Đài Loan. Và tình hình ở tại hai bên eo biển Đài Loan ngày càng căng thẳng hơn và đang lo ngại xảy ra xung đột. Nhưng cái lo ngại thì người ta lại không lo ngại xảy ra xung đột ở tại eo biển Đài Loan, mà lo ngại xảy ra ở tại bán đảo Triều Tiên. Liệu có nguy cơ đối đầu trực tiếp trên bán đảo Triều Tiên vào năm 2023 hay không là một chủ đề đang được bàn luận. Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào các chính sách mà Triều Tiên có thể sắp công bố tại hội nghị toàn thể lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 8, dự kiến được tổ chức vào tuần tới. Hãng tin của Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên đang có kế hoạch tổ chức một hội nghị quan trọng của Đảng cầm quyền trong tuần tới để đánh giá lại các chính sách trong năm nay và thảo luận về các nhiệm vụ lớn trong năm 2023. Nhiều khả năng Triều Tiên sẽ tiết lộ các chiến lược về mối quan hệ liên Triều và phản ứng của Bình Nhưỡng trước sự bế tắc nhiều năm của tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa với lại Hoa Kỳ. Trong sự kiện hội nghị toàn thể lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên khóa 8 dự kiến diễn ra trong tuần tới, Triều Tiên có thể tiết lộ các định hướng chính sách đối ngoại chính của nước này và phát đi tín hiệu về kế hoạch tiến hành một vụ thử hạt nhân khác cũng như là các vụ phóng tên lửa tầm xa tiếp theo. Về cái việc mà tạo ra kế hoạch ngoại giao và đưa thông điệp ra ngoài thì bản thân ông Zelensky cũng đã đưa, nhưng mà trong đó lại không có nhiệm vụ là đàm phán với Nga trong vấn đề ngoại giao. Cũng nhân hội nghị này thì nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng có thể có một bài phát biểu quan trọng thay cho bài phát biểu mừng năm mới thường được trình bày vào đầu năm. Một cuộc duyệt binh lớn dự kiến cũng sẽ được diễn ra sau hội nghị cũng đang được giới chức quốc phòng của Mỹ và Hàn theo sát. Cuộc họp của Đảng Lao động Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang leo thang không ngừng trong hơn một năm qua và dấu hiệu cho thấy có thể xảy ra xung đột trên bán đảo Triều Tiên, vì ở trên Triều Tiên mới là lệnh ngừng bắn, đình chiến, chưa có thỏa thuận hòa bình. Tổng giám đốc Hội đồng các vấn đề quốc tế, ông Kutunov nhận định là hoàn toàn có khả năng sẽ xảy ra một cuộc đối đầu trực tiếp trên bán đảo Triều Tiên vào năm 2023. Theo ông, tình hình trên bán đảo Triều Tiên sẽ phụ thuộc vào tình hình địa chính trị chung. Tình hình càng căng thẳng, quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ càng gay gắt thì hành vi của nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ càng chủ động và quyết đoán hơn. Rất có khả năng là thế giới sẽ tiếp tục chứng kiến các vụ thử tên lửa đạn đạo mới của Triều Tiên, thậm chí không thể loại trừ về vụ thử hạt nhân trong năm tới. Tuy nhiên thì chuyên gia này cũng lưu ý rằng Triều Tiên sẽ hành động dựa trên thực tế là Nga và Trung Quốc sẽ ngăn cản Mỹ và các đồng minh thông qua bất kỳ biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên, sử dụng các cơ hội trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đã có các vụ thử tên lửa từ Triều Tiên này, mặt khác Hàn Quốc đang hướng về Mỹ và các cuộc tập trận chung đã diễn ra với quy mô tần suất lớn ở khu vực này và càng làm trầm trọng hơn về tình hình căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên. Vậy là ngày hôm nay cho đến thời điểm hiện tại chúng ta thấy nó đang có nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang, bạo loạn, một là khu vực Tây Thái Bình Dương để tạo sức ép cho ASEAN, hai là khu vực Trung Đông để tạo sức ép cho các quốc gia vùng vịnh. Ba điểm kết nối từ Ukraine, Mỹ đang cố gắng để tạo ra những điểm nóng này để bùa vây Nga và gây sức ép với phần còn lại của thế giới. Một kế hoạch quá rõ của Hoa Kỳ. Khi những điều này xảy ra thì nó đe dọa thế chiến thứ ba. Và Nga nói sẽ làm mọi cách để ngăn chặn thế chiến thứ ba và thảm họa hạt nhân. Phó Chủ tịch Hội đồng của Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh của Nga, ông Medvedev cho biết là Nga sẽ làm mọi cách để ngăn chặn kịch bản xảy ra thế chiến thứ ba và thảm họa hạt nhân. Sputnik đưa tin là ông Medvedev
cảnh báo rằng tình trạng căng thẳng trên toàn cầu sẽ trở lên không có điểm dừng cho tới khi Nga nhận được đảm bảo về an ninh. Nếu chúng tôi không có được đảm bảo về an ninh phù hợp, căng thẳng sẽ kéo dài vô tận, thế giới sẽ tiếp tục đứng trước bờ vực của thế chiến thứ ba và một thảm họa hạt nhân. Chúng tôi sẽ làm mọi cách để ngăn chặn kịch bản trên xảy ra, không để nó xảy ra. Hồi đầu tháng thì Tổng thống Pháp Macron kêu gọi là kiến trúc an ninh tương lai cho châu Âu sau khi cuộc khủng hoảng Ukraine khép lại nên bao gồm cả đảm bảo an ninh cho Nga, chứ không phải tiếp tục bành trướng về sườn đông. Nga phải trả lại không gian hậu Liên bang Xô Viết cho Liên bang Nga như năm 1997. Ông Medvedev nói rằng Nga không có gì để thương lượng với phương Tây vì lòng tin đã bị xói mòn. Các sự kiện diễn ra trong năm 2022 đã loại bỏ cơ hội để các bên có thể đối thoại dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Cựu Tổng thống Nga cáo buộc NATO có ý định mở rộng về hướng đông trong nhiều năm qua. Đây là một trong hành động để tạo dựng xung đột với Liên bang Nga. Và tình hình căng thẳng ở trên toàn cầu đang đẩy thế giới vào một mối hiểm họa về chiến tranh hạt nhân. Mặc dù Nga không từ chối phương án đàm phán và giải quyết chính trị cho cuộc xung đột, chúng tôi sẽ không thương lượng với các điều kiện tiên quyết do chính quyền Kiev đưa ra. Mọi thứ hiện phụ thuộc vào sự sẵn sàng của Kiev cho một giải pháp chính trị và ngoại giao thực tế để đem lại quyền lợi bình đẳng cho cả hai bên. Và điều tiên quyết là lợi ích của Nga không được mang ra để mà thảo luận được, mà buộc phải đáp ứng an ninh cho Nga. Mà an ninh cho Nga là không gian của hậu Liên bang Xô Viết năm 1997. Bởi vì trong chiến tranh lạnh và hậu chiến tranh lạnh thì NATO đã kết nạp một loạt các quốc gia ở sườn đông NATO, đều là những quốc gia nằm trong Liên bang Xô Viết trước đây. Và phương Tây đã trắng trợn xóa bỏ toàn bộ những lời hứa với lại những nhà lãnh đạo Liên bang Xô Viết, với một lời tuyên bố trắng trợn là không còn Liên bang Xô Viết thì những lời hứa đấy cũng không còn tồn tại. Đây là một sự lưu manh giả dối rõ ràng từ phương Tây đối với Nga nói riêng và thế giới nói chung. Niềm tin đã bị xói mòn, không thể nào mà dùng giống như là kịch bản của thỏa thuận Minsk. Nó lại là một cái kịch bản để kéo dài thời gian cho Ukraine mạnh lên và chống lại Nga tới cùng. Những trò chơi đơn cực nó đang gây nhiễu loạn cả thế giới. Và Hoa Kỳ muốn làm gián đoạn tất cả những nền văn hóa trên thế giới này. Và chỉ còn lại một thứ văn hóa duy nhất thôi, là văn hóa nổi cá mèo. Vì Hoa Kỳ hiểu trong một thế giới đa cực, nó hình thành lên một thế giới đại đồng. Đó là chủ nghĩa cộng sản, là xã hội cao nhất của nhân loại trong học thuyết của Marx Lenin. Mỹ thì không muốn một thế giới đại đồng, mà Mỹ muốn nguồn lực, trí tuệ và tài sản trên thế giới phải đáp ứng và bảo vệ quyền bá chủ của Hoa Kỳ. Thì đây là những gì mà Vũ Quang muốn cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị và các bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị và bạn đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.